Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng 5,91 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,31%, khép lại tuần giao dịch ở mức 1.882,93 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.865,88 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.892,41 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 0,11%, hiện tại đang đứng ở mức 103,658 điểm. Với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin liên tục suy giảm. Thời điểm này giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,13% và giao dịch ở mức 35.973 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh với tỷ lệ tăng lên đến 3,16%, khép lại tuần giao dịch ở mức 3,136% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô khép lại tuần giao dịch cũng bằng một phiên tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 1,48%, giao dịch ở mức 110,208 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng trở lại trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có động thái không quá cực đoan về chính sách tiền tệ như dự đoán trước đó của thị trường. Trong khi đồng đô la Mỹ mất đà tăng thì vàng đã tăng trở lại. Vàng còn được hỗ trợ bởi thông tin về thị trường lao động tại Mỹ, số người nộp đơn bảo trợ thất nghiệp trong báo cáo tuần gần nhất tăng lên mức 200.000 người, tăng 19.000 trường hợp so với tuần trước đó. Giới đầu tư vàng được trấn an bởi tâm lý thận trọng của Fed trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Các quan chức Fed lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái nếu cơ quan này hút tiền ra với tốc độ nhanh. Các chuyên gia nhận định thị trường kim loại quý trong thời gian tới rất khó đoán định. Thông thường thì sau các đợt tăng lãi suất giá vàng sẽ giảm. Tuy nhiên trong môi trường như hiện tại thì hướng đi của vàng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như là tình hình địa chính trị và lạm phát đang bao phủ trên toàn cầu. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ trong kho dự trữ ngoại hối hay là ngừng lại trong thời gian tới cũng có thể tác động đến giá vàng trong ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Nhìn chung thì ở điểm này, giá vàng trong nước thì cũng có ít biến động quý vị và các bạn nhé. Chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.975.000, bán ra 7.045.000. SJC Hà Nội mua vào 6.975.000, bán ra 7.047.000. STC Đà Nẵng mua vào 6.975.000, bán ra 7.047.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra tại STC của 3 thành phố lớn dao động trong khoảng 700.000 đồng trên mỗi lượng. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.980.000, bán ra 7.040.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi nào. Doji Hà Nội mua vào 6.960.000, bán ra 7.040.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.970.000, bán ra 7.040.000. Phú Quý SJC mua vào 6.970.000, bán ra 7.040.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.976.000, bán ra 7.039.000. My Hồng SJC mua vào 6.975.000, bán ra 7.020.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.990.000, bán ra 7.040.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.960.000, bán ra 7.040.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 30.000 ở chiều bán ra.
Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 6.960.000, bán ra 7.040.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.975.000, bán ra 7.047.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác cũng không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé, sau khi đã tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Hiện tại thì chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn dao động trong khoảng 720.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.975.000, bán ra 7.047.000. SJC Cà Mau mua vào 6.975.000, bán ra 7.047.000. SJC Huế mua vào 6.972.000, bán ra 7.048.000. SJC Bình Phước mua vào 6.973.000, bán ra 7.047.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.975.000, bán ra 7.045.000. SJC Miền Tây mua vào 6.975.000, bán ra 7.045.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.975.000, bán ra 7.045.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.977.000, bán ra 7.050.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.975.000, bán ra 7.047.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.973.000, bán ra 7.047.000. SJC Phan Rang mua vào 6.973.000, bán ra 7.047.000. SJC Hạ Long mua vào 6.973.000, bán ra 7.047.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.973.000, bán ra 7.047.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng không có điều chỉnh về giá, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.475.000, bán ra 5.565.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.445.000, bán ra 5.525.000. Vàng 24K mua vào 5.340.000, bán ra 5.470.000. Vàng 18K mua vào 3.959.000, bán ra 4.159.000. Vàng 14K mua vào 3.036.000, bán ra 3.236.000. Vàng 10K mua vào 2.119.000, bán ra 2.319.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.